xin chào anh chị. Video clip này trên tự nhiên phát sẽ cùng anh chị chúng ta nói đến cái điểm hiệu chuẩn cân tiểu ly và mã sản phẩm chúng ta hôm nay đó là Nutterbook 1108 300g hoặc là 500g thì anh chị cũng thể hiệu chuẩn cái cân điện tử theo hướng dẫn của video clip này. Và chúng ta đặt vấn đề là chúng ta đang có một cái dòng cân Nutterbook 1108 300g hoặc 500g, chúng ta đã sử dụng một thời gian dài rồi và chúng ta muốn biết được cái cân này nó có còn hiệu chuẩn, có còn chính xác hay không, thì chúng ta dùng chính cái quạt cân inox này để chúng ta kiểm chứng cái cân mình có còn chính xác hay không. Ví dụ là như thế này, chúng ta đặt quạt cân 500g lên và cân, nếu như ở đây cân hiển thị là 500g 500.00 thì cân nó chính xác và chúng ta tiếp tục sử dụng, chúng ta tiếp tục tin tưởng và sử dụng. Còn nếu như mà cái cân này nó hiển thị 499.27 thì chúng ta phải làm sao? Video clip này sẽ dành cho ai? Nếu như anh chị mà đang có ý định mua một cái cân điện tử thì qua video clip này anh chị hình dung được là cái cân điện tử có thể reset được. Nôm na có thể nói là có thể reset được. Và trong cân điện tử thì người ta hay dùng là có thể hiệu chuẩn là được. Hiệu chuẩn là nếu mà cân phát hiện ra cân nó chưa chính xác thì chúng ta hiệu chuẩn lại được cho đúng, hoặc là hiệu chuẩn lại để cân nó chính xác như ban đầu. Rồi sẽ dành cho những anh chị nào mà kỹ thuật viên của cân điện tử mà đang muốn tìm hiểu về dòng cân Nutterbook 1108 này và chúng ta muốn biết được cái thao tác hiệu chuẩn cân như thế nào thì video này sẽ hữu ích cho anh chị ấy. Rồi và cuối cùng là những cho những anh chị nào mà đang sử dụng cái dòng cân Nutterbook mà chúng ta muốn hiệu chuẩn là cái cân, chúng ta đã có quạt cân chuẩn rồi và chúng ta muốn hiệu chuẩn là cái cân này thì phải làm như thế nào, thì qua video này thì cân tự giám phát cũng muốn gửi đến anh chị là cái cách chúng ta, cái thao tác để chúng ta hiệu chuẩn lại cân cho đúng. Một thông điệp nữa mà cân tự gia pháp muốn gửi gắm đến anh chị rằng là chúng ta đang sử dụng cân điện tử, riêng cái dòng cân Nutterbook 1108 này hay là tất cả những dòng cân điện tử khác, thì chúng ta cũng nên thường xuyên kiểm tra lại cái cân mình có còn chính xác không bằng cái quả cân chuẩn này. Cho nên là khi mà anh chị đang kinh doanh hoặc là đang sử dụng cân một mục đích thương mại nào đó hoặc là kinh doanh nào đó hay sản xuất nào đó và anh chị muốn biết cái cân mình còn chính xác không thì anh chị nên mua thêm một cái quả cân chuẩn thế này. Thì cái tùy theo cái cân mà anh chị đang có, ví dụ như ở dòng cân này thì nó đang cần ở đây cái cân này 500g thì nó cần đúng cái mức maximum là 500g luôn. Ví dụ như anh chị mua cái cân nó tới mức 300g thì chỉ cần ba cái quả cân 200g hoặc 100g thôi. Cho nên là ý ở đây là cân tự giám sát nó nói rằng là tùy theo cái dòng cân mà anh chị mua cái quả cân nó tương xứng. Quả cân thì có nhiều loại lắm, quả cân inox nguyên khối như quả cân như anh chị đang thấy, rồi quả cân inoxy hoặc là một số cái dạng quả cân khác nữa, tùy theo cái dạng cân điện tử mà anh chị sẽ chọn một cái quả cân chuẩn nó tương ứng và nó phù hợp hơn. Rồi chúng ta sẽ nói chi tiết về vấn đề hiệu chuẩn cân điện tử. Thì chúng ta khởi động cân lên và chờ cân hiển thị 0.00 thì chúng ta đặt quả cân chuẩn này lên. Và hiện tại thì ở đây là ví dụ minh họa cho nên là cân tự giám sát đã để cho cái cân nó không chính xác, để anh chị hiểu rằng là khi anh chị trong một cái hoàn cảnh nào đó cái cân thì cũng sẽ như thế này và chúng ta sẽ chuẩn lại cho đúng. Thì nguyên nhân của cái việc mà cân nó bị lệch theo thời gian có thể là anh chị trong quá trình thao tác mình không có đặt cái quả này trọng tâm mà anh chị thói quen anh chị đã đặt ở lệch một bên thế này, thì nếu mà làm như vậy, cân như vậy về lâu về dài thì cân có khả năng bị lệch. Nguyên nhân thứ hai là anh chị để cái cân này trên cái mặt bàn nó không có thăng bằng. Ví dụ như anh chị để trên một cái bàn gọi là bàn nhựa đi, hay là bàn mà xếp gọn lại được á, thì nó hơi bị, có thể nó hơi bị mọc lên, hơi bị nghiêng như thế này. Thì nếu mà chúng ta cân lâu dài trong cái điều kiện không thăng bằng đó thì một ngày kia cái cân nó có khả năng bị lệch. Vậy thì đặt vấn đề là cái cân nó đã lệch rồi thì chúng ta làm như thế này cho đúng. Rồi, xin mời anh chị chúng ta cùng tham khảo video đó bạn. Chúng ta khởi động cân lên, sau đó chúng ta bấm giữ tiếng mót trong vòng khoảng 2 giây, cân hiển thị CAL. Rồi chúng ta bấm nhẹ mót để xác nhận, rồi sau đó cân hiển thị là 500g và chúng ta đặt cái quả cân ở chính giữa để cân đặt nhẹ nhàng cái thăng bằng. Sau đó mình tắt hết tất cả, trước đó mình đã tắt hết tất cả cái gió hay là cái gì đó tác động tới cái cân ha, thì cân ổn định xong, cân hiển thị pass và cân hiển thị 500.00 là cân ok rồi, cân hoàn toàn chính xác. Chúng ta có thể thử lại một cách là chúng ta tắt cân đi, chúng ta khởi động lên,
rồi chúng ta kiểm chứng lại là cái quá trình điều chỉnh bữa cơm đó chúng ta có thật sự chính xác hay chưa. Rồi như vậy là các quyết định 500 chắc 00 là anh chị yên tâm là cái cơm của mình đã chuẩn xuất rồi. Như vậy thì qua video lúc này thì cơm tự giá pháp chia sẻ với anh chị rằng là những cái cơm điện tử mà anh chị đang sử dụng á, anh chị hoàn toàn có thể chủ động kiểm chứng cái cân của mình có còn chính xác hay không bằng cái quạt cân chuẩn mà anh chị có thể mua thêm hoặc là nếu mà anh chị gần văn phòng của công ty cân điện tử Gia Phát thì anh chị có thể mang cân của anh chị đến và cân tự Gia Phát sẽ hiệu chuẩn cân lại miễn phí cho anh chị. Còn nếu như anh chị ở xa nơi bán, ở xa cân tự Gia Phát hay là qua video lúc này mà anh chị đã có cân rồi mà chưa có quạt cân chuẩn thì anh chị cũng có thể liên lạc đến cân tự Gia Phát qua cái số điện thoại hotline hoặc là website trên màn hình thì cân tự Gia Phát có thể gửi nhanh quạt cân chuẩn để anh chị. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt. Xin cảm ơn ạ.